nhiều quý khán giả đã email cho Luân Vũ và nhắn cho Luân Vũ là mời anh với những nhạc phẩm tiếng Anh, tiếng Pháp bất hủ. Mời Lê Toàn gửi lời chào quý khán giả đang xem chương trình. Lê Toàn xin kính chào quý vị của đài SET trong chương trình The Friends. Chào Luân Vũ và chào Vương Hương. Chào anh. Và hôm nay anh cống hiến một nhạc phẩm gì trước tiên gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay thưa anh? Trước tiên Lê Toàn sẽ hát một bài rất là nổi tiếng của Elvis Presley. Đặc biệt bài này Lê Toàn đã viết lời Việt. Bài này có tên là Can't Help Falling in Love, tạm dịch là Si Mê Tình Em. Xin tặng cho tất cả quý vị nào đã ủng hộ Lê Toàn trong nhiều năm qua. Và xin mời Vương Hương. Người yêu em có hay cơn
xót trời ban. Hãy đón nhận đời anh hiến dâng em, dù người si mê tình hả anh? Đã vậy là những người yêu nhau là bị điên hết rồi. Anh Lê Toàn ơi, anh có thể giải thích một cái ý nghĩa mà cái lời Việt mà anh viết cho nhạc phẩm này là từ một một mối tình nào hay là một cái gì anh, như thế nào anh? Bất khó anh Lê Toàn. Thiệt ra đó, cái Lê Toàn viết bài này rất là sát nghĩa với cái lời tiếng Anh của Elvis. Thì anh chàng này tỏ tình với người yêu, nói là anh phải điên anh mới yêu em, tại vì yêu là gặp trở ngại nhưng mà anh sẽ hiến dâng cả đời cho em. Cảm ơn anh Lê Toàn rất nhiều. Thưa quý vị nhớ giữ làn sóng sau hai phần thông tin thương mại. Anh Lê Toàn, Vương Hương và Lưu Vũ sẽ trở lại với một nhạc phẩm nữa gửi tặng quý vị trong đêm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều.